Thưa quý vị, với hơn 280 dự án, tổng vốn đăng ký gần 6 tỷ đô la Mỹ, Đài Loan Trung Quốc vững vàng ở vị trí thứ 2 trong 45 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai sau Hàn Quốc. Ngay giai đoạn đầu đổi mới mở cửa thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp Đài Loan đã đồng hành cùng với tỉnh Đồng Nai hơn 30 năm và gặt hái những thành công. Ở thời điểm hiện nay, Đồng Nai lại tiếp tục đón làn sóng đầu tư mới với chất lượng cao hơn đến từ Đài Loan. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Vbiz là công ty sản xuất các linh kiện về cơ khí chính xác xuất khẩu. Từ một nhà máy đầu tiên diện tích 15.000 m2 tại khu công nghiệp Hồ Nai, đến nay Vbiz có 3 nhà máy với tổng diện tích xây dựng trên 164.000 m2. Nhiều máy móc thiết bị hiện đại cũng được trang bị để sản xuất những sản phẩm chất lượng cao xuất khẩu qua thị trường Âu Mỹ. Sau 30 năm hoạt động thì thành tựu lớn nhất mà công ty có được, thứ nhất là cái sự tin tưởng từ khách hàng quốc tế đặt hàng cho công ty với cái niềm tin về chất lượng. Cái thứ hai nữa là cái thành công về cái đội ngũ cán bộ công nhân viên với cái sự nhiệt tình cũng như chuyên môn cao, tay nghề cao và tâm huyết cùng với sự phát triển của công ty. Đến Việt Nam sau Vbiz, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Daluen khu công nghiệp Nhân Trạch 2 cũng đã gắn bó với Đồng Nai 18 năm. Hiện Daluen có 3 nhà xưởng dệt nhuộm, hàng năm cung cấp cho thị trường 6 triệu mét vải, sợi, phục vụ ngành may mặc, sản xuất giày dép, đồ thể thao. Từ thời điểm dịch Covid-19 đến nay, công ty cũng đã có sự phục hồi đáng kể bởi vì chúng tôi đầu tư đáng kể trang thiết bị tự động hóa, xanh hóa, do đó mà thu hút đơn hàng từ các nước châu Âu và châu Mỹ và dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể cho doanh nghiệp của chúng tôi. Đài Loan hiện đã đầu tư vào Đồng Nai hơn 280 dự án, tổng vốn đăng ký gần 6 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ hai trong các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai. Các doanh nghiệp Đài Loan nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau đại dịch, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ. Cùng với các doanh nghiệp hiện hữu, đã và đang có một làn sóng đầu tư mới thuộc ngành công nghiệp bán dẫn, vật liệu, linh kiện, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo qua các nước, trong đó địa điểm ưu tiên là Việt Nam. Bên cạnh ngành công nghiệp bán dẫn, các doanh nghiệp Đài Loan quan tâm tới quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng công nghiệp của Đồng Nai với các khu công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo để hướng tới Net Zero mà chính phủ Việt Nam đã cam kết. Các doanh nghiệp Đài Loan đánh giá cao môi trường đầu tư của Đồng Nai và mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hiện đại hóa hệ thống, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cùng với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà đầu tư.